Buông tay để yêu thương bản thân mình. Người mang lại cho bạn những phút giây hạnh phúc khó quên trong cuộc đời chưa chắc là người đồng hành với bạn tới hết con đường. Vì thế, một khi đã yêu, bạn không chỉ cần phải học cách yêu mà còn phải học cả cách từ bỏ và buông tay. Nếu như người khác cần bạn, họ sẽ dành cho bạn một khoảng không gian. Nhiều lúc chúng ta không cần phải giãy giụa trong đau khổ, mà thay vào đó hãy chọn cách buông bỏ, tìm lối thoát riêng cho chính mình. Đâu phải buông tay là kết thúc. Buông tay để học cách yêu một ai đó bằng lòng bao dung và tất cả tình yêu. Buông tay để học cách chấp nhận những gì đau đớn nhất trong tình yêu, để học cách trưởng thành, học cách chịu đựng những tổn thương. Nếu cần phải buông tay một người vốn không thuộc về mình và mãi mãi sẽ không thuộc về mình, đừng chần chừ, hãy thả tay ra thôi.